Okay, today we will study about the new topic, right? And revise a new topic about the home, right? We talk about the home. Nào về ngôi nhà của mình được chưa nhỉ? Về tổ ấm của mình, the home. Yes. Okay. Nào bây giờ về the home của các bạn đi. Thì các bạn nói cho cô biết nào. Các bạn ở nhà một tầng hay hai tầng, hay là mình ở chung cư, hay là mình ở nhà vườn hay gì nào? Cô thì nhà cô là nhà vườn. Thế là nhà các bạn như nào? The home của các bạn như nào? Các bạn comment cho cô nào. Cái the home của các bạn như nào nhỉ? Apartment. À, biết là apartment. Thế là nhà con là apartment. Căn hộ. Nhà cô là nhà vườn này. Con giống cô, nhà vườn sống rộng. Giờ apartment chật lắm. Okay. Now the first word today I want to talk to you is the apartment, right? The apartment. Con ở chung cư. Rồi, chung cư. Thành Vân. Hey. Now, the first word here. Now, cái chung cư đúng chưa nhỉ? Cái căn hộ, cái chung cư mà các bạn đang nói đến đây giống như là nhà của Khánh Vân này. Rồi. Đó thì là mình có từ apartment, right? Cái từ này chắc là khá là mới với một số bạn đấy. Nào, cái nhà ở Khánh Vân nào đây? Nhà ở Khánh Vân đây. Mường tượng nhà Khánh Vân, bảo Khánh Vân ở chung cư đúng không? Đó. Đây là Khánh Vân đang ở trong một cái apartment đó. Repeat after me. Các bạn luyện cho cô nào. Apartment. Nào, apartment. Yes. Apartment. Vậy cô sẽ gọi một bạn nhá. Cô sẽ gọi một hai bạn lên đọc xem, mà bạn Giang đọc với cô nào. Giang. Giang nào. Giang thấy vừa mở mic bị lỗi rồi. Ok, cô sẽ gọi bạn Minh Sáng nào. Bạn Tommy. Tommy. Apartment. Okay, one more time now. Apartment là sai rồi nào. Gần đúng thôi. Apartment. Apartment. Okay, đấy là đọc chậm đúng không? Con dùng là con vỗ tay cho cô nào. Apartment. Apartment. Nào con cứ là apartment. Mình. Con đánh nào. Apartment. Apartment. Pat. Pat. Okay. Nếu mà mình sáng nay đọc là park là cái công viên đấy. Right. Okay. Good job. Nào có nhiều từ nào bao nhiêu âm tiết thì mình cứ vỗ tay gần đấy âm tiết được chưa? Yes. Thank you Minh Sáng. Được chưa nào? Có từ apartment dành cho những bạn chưa biết viết từ này, thì cái từ này thì các bạn viết vào vở nhá, được không nhỉ? Mình tiếp tục là mình sẽ ôn từ tiếp theo nào. Cái từ này thì chắc chắn là gần như bạn nào cũng biết rồi, đó là cái ghế mà có hai cái tay ở bên cạnh ý. Các bạn có ghế có hai tay bên cạnh không? Cô có này. À nhưng mà nó không đủ cao để cho các bạn nhìn thấy, right? Đây có hai cái tay để mình vịn tay vào này. Đó, có con có không? Có bạn nào có không? Cái ghế mà để mình vịn tay vào ấy. Hai tay để hai bên này. Yeah. Bạn Khánh Hà có không? No. Nhà con có bốn cái. Nào, đúng rồi, cái ghế nha. Đây, các bạn đều biết là cái từ arm đúng không? Arm. Arm là tay. Arm là cái tay được chưa nhỉ? Chair. Ghế. Cái ghế mà nó có cái chỗ để tay gọi là arm chair. Nào. Armchair. Ghế con không đủ cao cho cô nhìn. Ừ đúng rồi nào, bạn nào đọc được từ armchair cho cô nào. Armchair. Nào Khánh Hà nào. Khánh Hà nightmare. Úi dồi, nightmare luôn. Armchair. Good job, armchair. Rồi, đấy, đọc được thế chứ. Để cô xem nào. Ở các bạn nào mà bạn cứ vẽ lên bảng ấy nhỉ. Để con được vẽ lên bảng không nhá. Rồi tiếp theo nào, con ở nhà tầng rồi. Rabbit. Rabbit là bạn gì nhỉ? Bạn tên, bạn để lại tên nào. Tiếp tục nào.
có armchair rồi đúng không? Mình có armchair rồi nào, các bạn ghi bài và vở nào. Nếu bạn nào chưa biết từ này các bạn ghi bài và vở nhá. The next word we have here is an armchair. Armchair, right? Next one. Bây giờ có armchair rồi thì mình có cái gì tiếp đây? Yes, mình có một cái bed. Here we go. Đằng sau các bạn có cái bed nào không? Cô thấy có rất nhiều bạn đang ngồi ở trong phòng học thì các bạn sẽ có cái bed đằng sau đúng không? Rồi, cô xin mời bạn Phạm Khánh Ngân nào. Khánh Ngân nào? Yes. Khánh Ngân mở mic cho cô nào. Con bấm vào cái chỗ mà yes ý. Ok, xin chào Khánh Ngân. Good evening. Yes, good evening. So now, can you read out loud this word for me, please? Bed. Yeah. Oh, bed. Good. Now, bây giờ nhân tiện có Khánh Ngân đây, thì cái phòng mà có cái giường nào? Bedroom. Good job. Đúng rồi, đúng không nhỉ? Thì rất là đơn giản đó. Cái từ tiếng Anh cũng rất là đơn giản đó, đúng không? Cái bed là cái giường không? Cái phòng có cái giường. Bedroom là phòng gì nhỉ? Phòng ngủ đúng không? Right? Yeah. Okay now. So thank you Phạm Khánh Ngân nào. Các bạn nào liên tục với cô nào. Bed. 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 Good. Okay. Bedroom. 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 Here we go. Next one. Nào, trong bedroom được chưa? Rồi bây giờ cô đến một cái phòng khác nhá. Cô đến một cái chỗ khác nào. À, đây. Cái bồn tắm nào, cái bồn tắm nào. Bathtub. Bathtub. Đây là nhà tắm á. Đây là bồn tắm đấy. Nhà con có cái bồn tắm to đúng này không? Bathtub. No. Con có. Nào, giống như nhà Khánh Trang đây, nhà Khánh Trang bảo là đây, nhà con có, Ngọc Hân có này, có cái bathtub, được chưa nhỉ? Yes. Bathtub. Great. Yeah. Nào, trong cái phòng mà có cái bathtub này thì lại có một cái người ta gọi là phòng bathroom. Rồi, bathtub, bồn tắm. Anh Thảo, chính xác. Bathroom. Bathroom. Nào, bathroom đây, cái phòng mà có cái bath tub này thì gọi là bathroom. Giống như cái bed không? Cái bed là cái giường nhỉ? Thì cái phòng mà có cái giường gọi là bathroom, right? Thế còn cái việc mà cái bathtub là cái bồn tắm. Mà cái phòng mà có cái bồn tắm thì gọi là cái bathroom, được chưa? Rồi nhớ nhá. Here we go now. Tiếp tục nào. Thế mình đến tiếp tục ở cái phòng này nhá. Mình có một cái hall. Mình có cái gì đây? Kitchen. 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 Nào, cái kitchen là phòng gì đây nhỉ? Các bạn nhìn là comment cho cô là phòng gì đây? À, Khánh Trang bảo đây là phòng bếp. Chính xác. Phòng bếp. Các bạn nào biết không? Các bạn nào biết nữa không? À, ôi rồi, hóa ra là mạng cô bị yếu. Đúng rồi, các bạn comment đúng lắm. Đây là phòng bếp, là chưa nhỉ? Phòng bếp là chỉ để nấu ăn với cả rửa bát thôi nhá. Peter là bạn nào? Peter nói cái gì? Cô không nhìn được bạn Peter vừa nói gì. Ừ. Cảm ơn Ngọc Hân nhá. Chút nữa để cô xử lý. Nào. Phòng bếp, kitchen, kitchen, right? Trong phòng bếp thì có cái gì? Đúng rồi, trong cái kitchen thì mình lại có cái gì nhỉ? Cái gì đây? Cupboard. 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 Nào, con nhìn đoán xem cái cupboard là cái gì đây? Cup, được chưa? Cup. Ok, cái độ này. Cup. Cup là gì? Cup là cái cốc đúng không? Cupboard cái tủ mà được cốc gọi là gì? Tủ bếp rồi. Thông minh thế. Các
comment kiểu thông minh thế nào, tủ bếp đúng không, cupboard. Thực ra là nó cũng không phải là chỉ để đựng cốc đâu, nó còn để gì nữa nhở? Đúng rồi, để bát nữa, để bát, để son, để nồi. Cô chẳng có em chút nào. Ôi cô xin thôi. Cô tiện tay thì cô nhìn ở trên này có ai thì cô bật thôi. Các bạn cứ comment cô đọc hết mà, hiệp nhá. Không sao. Dạo này thì các bạn đang ôn thi các thứ thì mình học chương trình bình thường thôi. Còn sau các bạn ôn thi xong thì hè mình nhộn nhịp hơn đúng không? Có nhiều trò chơi tương tác hơn, lớp mình sẽ tương tác như cái đợt trước. Right? Không phải sao, không phải không sao hết, được chưa nhỉ? Rồi các bạn vừa nói đúng rồi, đựng bát, đựng ly, đựng đũa, được cái cupboard này chưa nhỉ? Các bạn chỉ nhớ cần nhớ mỗi từ cup thôi. À, cup, board, các bạn biết rồi mà, board, board. Cái bảng này hoặc là cái chạn, được chưa nhỉ? Cupboard, chạn, cốc thì mình còn đựng cả bát này, đựng cả ly, đựng cả nồi, đựng cả đũa gì đó, đựng cả dao ở trong đấy được luôn, nó nhỏ đúng không? Không đựng con gà được con nhá, không ai đựng con gà trong cupboard cả, right nhá, Đức Phong nhá, Đức Phong nhá, không ai đựng gà trong cupboard đâu nhá. Ok, so nào thì trong cái Đức Phong vừa comment mà Đức Phong bảo đựng con gà trong cupboard. Hôm nay chơi quiz không cô, phải học quá chứ tuần sau mới chơi được, chứ không học rồi chơi gà trong tủ. Ok, now so nào tiếp tục nào. Thế mình cupboard rồi đúng không? Để xem là bây giờ mình sẽ đến cái phòng nào tiếp theo nhỉ? À mình đến living room đi nào. Ok, here we go. We have a living room. Mình đến phòng khách đi. Right, trong phòng khách nào? Phòng khách thì có nhiều đồ hơn. Nào, phòng khách chính xác a living room. Living room. Yes, living room. Cái này là ôn tập thôi chứ cái này các bạn học hết rồi. Nào trong cái phòng khách này có cái gì đây? Nhìn này. Yes. Rồi có cái sofa, right? Sofa. Okay, cái sofa các mẹ, các bố ở nhà ấy gọi là cái sofa đấy. À đúng rồi, em không có, nhà cô không có, thì cô chỉ có cái bộ bàn ghế gỗ thôi. Được chưa? Đầu tiên là mình có cái sofa, chưa nhỉ? Right. Next one we have cái gì đây? Cái gì xanh xanh đây? What is this? Yes, mình sẽ có tree, đúng không? Tree, đâu nhỉ? Có tree, đúng rồi. Tiếp theo, trong cái living room này mình còn có gì nữa? Trong cái living room, à có door, đúng rồi. Chính xác có cái door here. Đâu, cô mở cái door xem nào. Door, đâu rồi? D. Nào, có cái door. Đúng rồi, vừa bạn bảo là có cái drawer. Bạn Kim Cương. Các bạn report cho cô các cái trường hợp nha, để cô tí nữa cô xem nhá, được không nhỉ? Rồi có cái drawer rồi, nhìn rất chính xác. Living room này có cái sofa này, có tree này, có drawer này. Thế còn có gì nữa nào? À, cái này cái television, television hả? No, cô nghĩ đây không. Nào, cái television nào. Rồi. Cái TV. Rồi, TV. Ok. Nhưng mà cái ở trong hình vừa nãy thì lại không phải là cái TV đúng không? Thì là cái gì nhỉ? Là cái television. Ngoài cái television, trong cái living room này. Trong cái hình này có cái gì đây? À, đúng rồi. It's a computer. Nhưng mà hiện tại ở trên cái list từ của cô thì không có từ computer, cho nên là các bạn comment và các bạn để trên phần comment của các bạn nhắc bài nha. Rồi có từ computer. Rồi sao trong living room có lò vi sóng hả con? À. Trong living room có lò vi sóng, trời đất ơi các con. Nào. Rồi đúng rồi, các bạn phát hiện rất tốt, có cái table đó đúng không? Yes, exactly. Table. Rồi trong living room có nhiều thứ nhỉ. Nào là sofa này, tree này, rồi có cái cửa door này đúng không? Lại còn có cả cái table nữa. Bàn để báo sách đúng không? Cũng là bàn để gì nhỉ? Để nước này, thường thường là ở nhà các ông các bà hay là bố mẹ thì thường thường để một cái bộ ấm chén ở trên này đúng không?
Đó, có khách thì đến là mời trà này, hay là Tết thì để bánh kẹo lên trên này, đúng không nhỉ? Nhà cô có mấy cái tivi. Cô xin khai thật với các con là nhà cô hiện tại không có cái tivi nào. Đây, không hề có một cái tivi nào. No TV, right? Rồi có cái table, đây là mình come back lại cái living room nào. Nào, mình có cái sofa, đúng không? Rồi, mình có tree này. Rồi, mình có door này. Mình có table này, đúng không? Với các bạn còn phát hiện ra ở trên cái table có cái newspaper nữa, đúng không? Có cả rug nữa. Rất tốt. Mày biết nhiều từ hơn cả cô đấy. Nào, thế bây giờ có cái gì nữa? Con nhìn vào đây. Nhìn vào đây xem có gì nữa nào. Cái gì đấy? Cái gì đó nhỉ? Rồi, có cái gì nhỉ? Chair. Đúng không? Cái chair. Vừa nãy mình học là cái armchair thì là cái ghế mà nó có hai cái chỗ để tay. Tuy nhiên là cái chair thì nó lại là đồng không mông quạnh thôi. Không có cái chỗ nào để tay cả. Đó, nó chỉ là cái chair thôi. Right. Cứ cho là bạn nào biết đọc từ này nào, bây giờ cô sẽ gọi. Đây, cô mở lên cái nào. Ai? Yo. Hiệp, đây, hiện ngay khu Hiệp đây rồi. Chair. Yeah, chair. Nào bây giờ cô sẽ mở cái ảnh living room ra nhá. Vừa nãy cô dạy những từ nào rồi Hiệp nhỉ? Sofa, Good job. television, Next chair, one. Good. What's here? Torch, Door. door, tree. Here. Tree. Good job. Okay, now, I want to know that. What is this here in red? Do you know that? Rock? Okay, what is on the table here? Newspaper. Good job. So, what is on the table now? Television. Good job. This what is this television? Are you sure with it? Computer. A computer, good job. So now, next to the table, what is this here? Chair. This is chair, good job. Đấy, cái living room chỉ loanh quanh luẩn quẩn có mấy cái này thôi. Ngoài ra nó còn có những cái gì nhỉ? Trong phòng cô còn có một cái loại nó gọi là cái lamp, đúng không? Mirror. Đây, con có cái này không? Có. Okay, what this here? Lamp. A good job, there's a lamp. Mirror. Có gì nữa? Có gì nữa? Mirror. Mirror, okay, mirror. Nhưng mà thường thường mirror thì có đặt ở trong phòng living room không? Có đặt trong living room không? Đáp án xem. Không nhiều lắm rồi. Không nhiều lắm đúng không? Ví dụ như mà phòng bé như phòng cô thì có thể là đặt cả trong phòng living room, nhưng mà thường thường thì là cái này đặt trong phòng nào? Đố Hiệp Phạm mà các bạn biết đấy. Mai có comment rồi này. Đố có biết là mirror đặt đặt ở đâu? Ai chà, đố luôn. Mirror nhá, cái loại mà standing mirror luôn, cái loại standing mirror là cái loại gương to này. Cái loại mà đặt Hôm trong trước phòng. con có đặt một cái standing mirror đấy cô ạ. Thế á, có đặt luôn. Thường thường mà để phòng khách nhá là phải đặt một cái mirror mà nó to hoành tráng ở giữa cái tường đúng không? To đùng ở chỗ cái tường ấy, đúng không? Tranh ảnh nữa đúng rồi. Ở giữa cái tường ấy. Đấy, thường thường là nhà hay như thế đúng không? Sẽ để to đùng 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 Picture. cái mirror đúng không? Rồi, cái mirror thì thực ra là để đâu cũng được. Picture. Picture, đúng, chính xác, picture. Đúng rồi, sao mà thông minh thế? Picture, rồi, picture. Thế là how many people are there in your family? Yep. Five. Yes. Five. Cô nhớ là chỉ có four thôi mà, tại vì là cô nhớ có chị của con nữa mà. Con tưởng cô bảo trong cái ảnh này cơ. Cô chuyển trong ảnh, cô hỏi con cơ, cô hỏi Hiệp cơ. Four. Four đúng không? Right. Rồi, thế thì Hiệp đoán xem là trong trong cái đống này, trong cái từ này nó còn cái từ nào mà để được trong living room không? Các bạn ở bên này nhìn thấy hết, các bạn comment nhiều thứ lắm. Con nói là được không hả? Các bạn này không, các bạn ở trong lớp mình nhìn ra nhiều nhiều thứ để đặt trong living room lắm. Nhà con chả có cái picture đặt ở living Picture nữa đúng không? Nào, thế trong cái list từ này thì con nghĩ là còn cái gì đặt ở trong living room nữa không?
À, có bạn đặt kìa, các bạn kìa, các bạn nhìn rồi đấy. Radio. Cái gì? Radio. Yes, it's a radio, right? Good job. Where is the radio? yeah, here we go, radio. Nhưng mà giờ này thì có ai đặt radio nữa không? Như thường thường thì cô là rất hiếm nhìn cái radio, trừ khi cô về quê thôi thì cô thăm ông bà. Con cũng đặt radio, một cái radio to mà. À, radio to đúng không? Cái loại hiện đại hơn đúng không? Cái radio trong hình của cô là radio cổ lắm rồi. Rồi, thank you Hiệp Phạm nha. Lần nào gọi Hiệp Phạm cũng rất là giữ vững phong độ và thậm chí là nhiều khi cô thấy là còn hơn. Thì nhớ này, cô sẽ gửi cho các bạn phần mềm này, các bạn có thể tự tải về máy được không? Vâng ạ. Nếu cô gửi ngay trên nhóm thì các bạn có tự tải về máy được không? Con hỏi bố chứ con chịu. Chứ con chịu đúng không? Rồi, quê cô ở đâu á? Chưa tải đâu. Ok. Rồi thế nha. Ok nào, thank you Hiệp Phạm nha. Chút nữa là cô sẽ nhắc cả lớp sau. Rồi, bây giờ Hiệp Phạm đã xử lý cho các bạn rất nhiều các từ vựng để put nó trong cái living room này, được chưa nhỉ? Chút nữa tâm sự sau nha, học đã được chưa? Rồi, mình có cái door nữa. Yes, a door này, a tree, a sofa, a table. Yeah. Even that we have a newspaper, on the table now. A rug is under the table, a red rug. And another table here. On it we have a computer and a chair. Oh, cái bàn thờ là gì trong tiếng Anh nào? Mat. Okay. Mat, cái chổi. À, cái thảm. Cái chổi là chọc. Và cái mat bằng cái từ rug. Rug. Đây, cái mat bằng cái từ này này. R-U-G. Rock. Nó bằng nghĩa với nhau hết, nó chỉ khác cách viết thôi. Here we go. Yeah. Bài tập chúng mình là sẽ vẽ cái phòng mình đấy. Cho nên là học từ đi để mình còn viết được nhiều chữ nha, nhiều thứ nha. Bàn thờ bằng bàn thờ. Rồi cô xin được nhận rằng là cô không biết cái từ bàn thờ như thế nào, nhưng đại để chắc chắn nó sẽ có cái từ worship. Tiếp tục nào, bây giờ mình sẽ đến một cái phòng tiếp theo nha. Next one we have đợi cô tí nào. Yes. Dining room. Oh, look at the altar, bàn thờ. Rồi, thank you Hoàng Thùy Anh nha. Đấy, hôm nay cô mới biết cái từ altar là bàn. Altar đúng không? Đọc như nào nhỉ cô? Cô đọc đúng không? Altar, bàn thờ đúng không? Hôm nay cô biết. Tưởng tưởng cô không học mấy cái từ đấy. Nào, so. Thank you nha. Yes, yeah, thank you, altar. Rồi, hôm nay cô đã được học thêm một từ mới từ học sinh của mình. Rất là vui, đúng không? Right. Rồi, thế bây giờ bàn thờ là đặt trong cái living room đó nha. Đúng không? The living room, right. Rồi, tiếp tục mình đến cái phần dining room nè. Thường thường là các bạn hay bị nhầm lẫn giữa kitchen và dining room. Bởi vì là thường thường mình sẽ ăn cơm ở trong phòng bếp luôn. Đúng không? Rồi, phòng bếp luôn. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà tách ra thì dining room với cả kitchen là hai phòng hoàn toàn khác nhau. Kitchen là chỉ để nấu ăn này, để bát đũa này, rồi là rửa bát các thứ thôi, chế biến thực phẩm. Còn phần dining room là cái phòng mà để mình dùng bữa này, có bàn này, thường thường là mình còn trải chiếu này hay là trải một cái sập bàn thấp thôi, được chưa? Thì cũng là cái phòng ăn. Dining room. Các bạn comment cho cô là trong dining room mình có gì nhỉ? What we will have in a dining room? À, mình có flower pot. Đây còn ai đó. A foot. Okay, chair. Đúng rồi, mình có chair. Mình có chair này. Okay, mình có chair này. Mình có gì nhỉ? Mình có cup. Chính xác, mình sẽ có cup. Rồi, vừa dạy rồi, cái cup là cái cốc rồi. À, mình có table, chính xác, mình có table here.
có window. Ờ, có một số phòng, có một số nhà là sẽ có window. Còn thường thường là dining room là sẽ không có window đâu. Right? À, mình có plate. Các bạn chú ý trong phần comment nha. Các bạn comment rất nhiều luôn. Bây giờ cô sẽ viết lên trên này nha. Rất cảm ơn các học sinh của cô. Lần nào ôn bài cũng thế, cô cũng thấy là các bạn vốn từ vựng không hề ít nha. Vốn từ vựng của các bạn không hề ít. Và cô Ngọc dạy rất là nhàn. Chỉ cần dạy trở lại cho các bạn cách đọc thôi. Được chưa nhỉ? Nào liệt kê cho cô nào. Có gì nhỉ? Vừa nãy cô thấy có các bạn liệt kê từ rất hay. Đó là từ plate. Cái đĩa đúng không? Rồi. Picture, ôi rồi nào, cô sẽ viết lại từ đấy cho đúng nhỉ? Có picture, picture, bức tranh được chưa nhỉ? Vừa nãy ở bạn Hiệp cũng nói là picture, nhưng mà mình có thể treo nó ở trong bedroom cũng được. Mình có thể treo nó ở living room cũng được, đúng không? Mình thậm chí còn treo ở kitchen cũng được luôn. Một số nhà luxury hơn thì mình còn treo nó ở trong bathroom nữa, phòng tắm. Nào, picture nhá. Tiếp. Có gì nhỉ? Of a dish. Dish là bằng với cái đĩa rồi. A spoon. Rồi có thìa đúng không? Thế cô đố nha, trong cái này thì chắc chắn là không có cái thứ mà mình hay cầm. À, cho mình xin cái đôi spoon, à, cái đôi chopstick. Cái chopstick. Cái đôi. Okay. Here we go nào, đố biết. Đố luôn đấy. Look at here now. Treo ở đâu cũng được. Đũa, đũa, chính xác, đũa nào. Thế bây giờ thường thường thì ở bên kia thì người ta mới ăn bằng dao, bằng dĩa. Chứ ở mình thì ăn bằng cái gì đây? Đũa, rồi, nào, đũa. Nhưng mà ở trên lớp các bạn có được học cái từ đũa là gì không? What this here? Có bạn nào biết cái từ đũa tiếng Anh là gì không? Comment cho cô nào. No. Phải sát thực tế chứ, thì học là phải sát thực tế chứ con. Nào đũa nha, cô xem em sẽ ghi từ mới cho các bạn nha. Mình có từ. Đợi tí nào. Mình có từ gì đây? Chợt cô nó lại đang bị đơ rồi. Nào, có từ gì nhỉ? À rồi, thank you Minh Hiếu. We have the word chopstick, right? Và lưu ý cho cô nhá, chopstick thì thường thường mình không bao giờ mình ăn bằng một cái đũa cả. Always we have the two chopstick. Vì vậy là mình sẽ có đuôi S đằng sau nhá. Chopstick. Chop, chop, chop. Rồi, chính xác. Chopstick. Được chưa nhỉ? Thank you. Đấy, đang ăn cơm phải lấy ngay giáo cụ ra để dạy. Chopstick, nhớ nhá. Không bao giờ ăn một cái đũa đâu. Chưa bao giờ tôi thì cô thấy và bố mẹ dạy ăn bằng một cái đũa cả. Đó. Một cái đũa thì ăn thế nào? Cho nên là lúc nào cũng phải có đuôi S ở dưới từ chopstick nha. Chopsticks. Chính xác, good job. Ngoài ra, ngoài những cái từ các con đang nhìn thấy ở trên bảng, các con đoán cho cô xem bằng từ nào nó không nhỉ? Thì cô ghi vào đây nè. Đây có gì không? This oven. À, dining room mà. Dining room là phòng ăn mà. Còn cái fridge là cái tủ lạnh thì mình lại đặt nó ở trong kitchen rồi. À, bowl, chính xác, ăn bằng bát, chuẩn luôn. Bowl, bát nè, bowl. Đây là một số các cái từ mà các bạn lớp mình tổng hợp ra, viết ra. Vì vậy là cô sẽ không có ở trong phần app này. Không có phần trong app cô tổng hợp thì chỉ có cô comment trên này thôi. Bạn nào muốn ghi vào vở thì bạn ghi hoặc là vẽ sơ đồ tư duy ra nhá. À, còn này. Ok, ở trong bàn ăn thì cũng có thể là cái knife đấy. Clock, đồng hồ. Ready. Clock. Nhiều từ, nhiều từ. Có camera không? À, có cái fan, đúng rồi. Ăn cơm ở cái giới thời tiết mình phải có cái fan đúng không nhỉ? Phải có cái quạt. Chính xác rồi, có fan. Gì nữa? Hai người ăn bằng đĩa vì người ta là người nước ngoài. Đúng rồi, cái ảnh này là ảnh minh họa thôi. Mình đang nói đến việc bữa cơm Việt Nam như nào mà. Có gì nữa? Có gì nữa nào? Fruit. Rồi. Thế mình bỏ qua từ fruit đi. Bỏ qua từ fruit đi. Mình nói về đồ vật thôi. À cô ơi, sao con thấy trong hình với cô, cô thấy cô trong hình với cô ở ngoài khác hẳn luôn. Minh Kiệt gặp cô ở ngoài lúc nào vậy?
Minh Kiệt đâu có ở ngoài lúc nào nè. À rồi, con tìm được những từ này. À, chair, table, chính xác, có từ rồi. Nào, thế bây cô tạm để đây cho các bạn thôi nhá. Tạm để đây cho các bạn ghi vào nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đến cái bài, cái phần mà nó gay cấn hơn. Cô ở Hà Nội, cô đang ở Hà Nội, cô chưa gặp học sinh nào ngoài hết. Nào, bây giờ mình vẽ nhá. Chứ chưa là bây giờ tạm thời là mình đã có mấy cái từ đơn giản rồi đúng không? Mình đã có mấy cái từ đơn giản là mình chuẩn bị vẽ nhá. Cô biết là cái trình độ vẽ của cô nó không có đến đến đâu cả, nhưng mà vì là cô biết là lớp mình ai cũng vẽ giỏi hết á, mình chuẩn bị vẽ nha. Nào các bạn, giấy bút đâu? Where is your paper? And I need a pencil here. Now, pencil có đâu nhỉ? Pencil đây. Rồi rồi, chuẩn bị nha. Mình vẽ nhà nha. Cô thì không thích, cô ở nhà cô là nhà ống, từ nhà một tầng thì cô không vẽ được hai tầng. Nên là cứ vẽ cái nhà bình thường nha. Cô vẽ cái kiểu thiết kế nha. Còn nhà bạn nào ở nhà tầng thì bạn vẽ nhà tầng nhá, được không? Sẵn sàng chưa? Rồi, thì mình chuẩn bị vẽ nhà. Là bây giờ bút của mình đâu nhỉ? Thế rồi sao lại cái đến cái lúc nước sôi nửa lửa bỏng hay mà lại bút của mình lại bị hỏng nhỉ? Sao kỳ quá hả? Không một chút. Các bạn lấy giấy nha, các bạn lấy giấy bút nha. Rồi, cái bút của cô đây được chưa? Sẵn sàng chưa? Bây giờ cô sẽ vẽ là cô chia làm 4. Cô, đây là nhà cô thì là nhà một tầng thì coi như là cô đang nhìn từ trên xuống đi. Rồi, đừng hỏi cô là tại sao mà cô vẽ xấu nhá. Rồi, cô chia làm 4. Đây là coi như là cô nhìn từ trên xuống đi. Cô sẽ có là phòng khách nhà cô đây. Living room, chưa? Living room, right? Cái từ living room này mình viết tách ra nha. Living room, chưa? Nào, bây giờ mình có cái gì nhỉ? Mình có cái gì ở đây? Cô sẽ treo vào cái clock ở đây, chưa? Đây, cô có cái clock. Right, I have a clock here. Yeah, à các bạn vẽ tiếp nào, các bạn vẽ tiếp là tự tay mình vẽ luôn nào. Cô sẽ có một cái gọi là cái trò ở đây. Sao cô vẽ xấu nhỉ? Đấy, cô bảo nhá, cô không có tưởng tượng, nó cô chỉ biết là nó sẽ có cái trò để đi ra hai phòng đấy. Cái trò để mà mình đi sang bên phòng bên cạnh ấy, cái trò này. Đấy, cô sẽ có một cái trò ở đây. Các bạn nào mà vẽ đẹp hơn thì nhớ là vẽ đẹp nhá. Đấy, cô sẽ có cái picture ở đây. Cái picture đây rồi, picture về bông hoa đi, cô rất là thích hoa, cô sẽ vẽ picture đây. Here we go, đây cô sẽ có một picture, và picture cô sẽ có khung của picture này, gọi là cái frame nhá. Đấy rồi, nhớ là vẽ đẹp hơn cô Ngọc nhá, nếu là vẽ xấu hơn cô Ngọc là phạt đấy. Rồi vẽ đẹp vào, vẽ đẹp vào, đừng vẽ xấu như cô. Tí nữa xong thì các bạn mai cô bảo là các bạn nộp bài, các bạn nộp trên nhóm nha cô nhá. Vẽ đẹp vào, được nghỉ hè rồi, trừ bạn nào mà mai thi ra thì không phải nộp thôi. Còn ai mà nghỉ hè rồi mà toàn 9-10 là phải vẽ đẹp hơn đấy nhá. Đây, em ơi, cô vẽ cái sofa nhìn chán cực kỳ luôn ý. Cô đảm bảo luôn cái sofa cô không nhìn ra được. Đây là cái sofa luôn, như các bạn tưởng tượng nha cô nhá. Đây là cái sofa. Trông giống cái sofa đúng không? An ủi mình tí đi. An ủi mình tí là nó giống cái sofa đi. Đâu giống mà đúng không? Vẫn giống, nó là cái sofa, được chưa? Nó vẫn là cái sofa. Nhìn từ trên xuống nó như thế, chứ không phải cô vẽ xấu đâu. Nào bây giờ cô, nhà cô có một cái thảm to đùng luôn, có một cái mat to đùng. Rồi nó là nhà cô có một cái mat. Đấy, trên cái mat là nhà cô có cái table luôn. Sao thế? Đây cô có table. Không có table here. Nào, cô sẽ ghi từ đây nha. Table, right? Các bạn nhớ là ghi đây này. Còn bạn nào mà không ghi được từ thì bạn sẽ ghi là clock, đúng chưa? Rồi, các bạn ghi ở đây là door. Đấy, hiểu chưa? Vẽ đẹp vào. Vẽ đẹp vào nha.
Rồi, đây cô sẽ ghi ở đây. Đấy, cô cứ đánh dấu ra the picture được chưa nhỉ? Viết nhỏ vào đây. Viết sai chính tả nha. Cứ mà bạn nào đăng bài lên mà thấy viết sai một từ tên là phạt 1.000. Chưa nhỉ? Nào, sofa được chưa? Đấy, hiểu cách viết chưa? Hay chưa? Xong tiếp tục ở đây là có cái gì nhá? Có cái này là cái rack đúng không? Thì cô sẽ ghi đây là cái mat cũng được, hoặc là cái rack cũng được. Right? Bạn ghi từ nào cũng được. Cứ tưởng tượng đi xem có những gì nào. À, vừa nãy bạn bảo là nhà bạn có cái television đúng không? Television. Thì cô sẽ ghi một cái, vẽ một cái television ở đây. Nó trông nó cũng tạm tạm tương đối thì nhá. Chứ cũng không có giống lắm đâu. Đây, cái này gọi là cái gì nhỉ? Phải để lên một cái kệ đúng không? Rồi, phải để lên một cái kệ. Cô vẫn tiếp tục xin lỗi là tại vì cái của cô xấu quá. Xấu kinh khủng. Được chưa nào? Television. Bây giờ người ta đâu có dùng cái television mà cô đang vẽ đâu đúng không? Bây giờ người ta dùng cái smart TV đúng không nhỉ? Các bạn, cái loại TV siêu mỏng, siêu to ấy. Loại 45 inch trở lên ấy. À. Rồi, trong cái phòng này vừa nãy có một cái gọi là cái lamp đúng không nhỉ? Cô sẽ vẽ một cái cây lamp ở đây. Rồi. Here we go. We have a lamp here. Right? Đây. Trông nó giống không? Nó tạm giống đi, nói chung là giống. Cũng giống đi. Đấy, lamp. Rồi. Bây giờ tiện thể ở đây thì mình có một cái kệ ở đây đúng không? Rồi, có cái tủ ở đây. Rồi, mình sẽ trưng cái gì ở đây? Mình sẽ trưng một cái radio ở đây đúng không? Như nhà hiệp đúng không nhỉ? Đấy, trông giống chưa? Giống quá chứ lị. Trông giống cái nhà chưa? Tại để trông giống nhỉ? Cũng được ấy. Xong mình có cái tree ở đây đúng không? Vừa nay có cái tree ở đây này. Đấy, đan vào, đan rổ vào. Chưa, xong mình trồng một cái chi ở đây, chi nhỏ thôi. Đó, quá được luôn, tuyệt vời. Xong các bạn nhớ nốt ra cho cô những cái vật ở trong này nha. Nhưng mà cái phòng khách của cô, tại vì là nó bé quá thì cô không trang trí được thêm, nhưng các bạn vẽ to to ra để trang trí, xong mình viết từ vào nhá, được không? Được không nào? Vâng dạ, cái xem nào. Vâng, rồi, thấy gật đầu được rồi. Vâng dạ. Here we go. Các bạn đã biết cách chưa? Và cô mong muốn rằng là các bạn sẽ vẽ tiếp cho cô ở trên một cái bedroom. Nào, cái từ bedroom này thì mình lại phải viết liền nó vào nha. Không được viết cách ra như này đâu nha con. Rồi, tiếp tục mình sẽ có một cái gọi là phòng tắm. À, mình có cái bathroom. Rồi. Được cái bathroom. Và cô muốn ở đây là một cái mình chia ra. À, thường thường ở đây là một kitchen đúng không? Kitchen này nó cũng kết hợp luôn cả một cái dining room ở đây nữa đúng không? Dining room thì mình viết tách ra nha. Dining room, right? Vẽ đẹp sạch xinh nhá, vẽ theo đúng nhà mình nhá. Nhà nào nhiều đồ thì vẽ nhiều đồ, và nhà nào ít đồ vẽ ít đồ. Cái bedroom thì đơn giản thôi, cái phòng ngủ thì có mỗi một cái bed, right? Có một cái bed to đùng. Được chưa nhỉ? Đấy, có một cái bed to đúng. Đấy, cô vẽ xấu lắm. Đừng chê cô. Rồi cô sợ chê lắm. Có ý thì được. Đây, cô sẽ vẽ cái gối đây. À, giống rồi đúng không? Ờ, đấy, cô Ngọc vẽ vẫn giống mà. Đấy, cô sẽ ghi về đây là, ghi chú đây là cái bed. Được chưa nhỉ? Đấy, bạn nào mà sáng tạo hơn, các bạn vẽ cái window đây cho cô nè. Đấy, vẽ cái window này, các thứ này. Cái này con vẽ cả người được không? Được luôn. Cũng khá going on các bạn. Đẹp mà cô. Ôi giời, cảm ơn nha. Khéo nịnh quá thật đấy. Rồi. Nhớ nha các bạn, ghi cái khung sườn này vào là mình nhớ vẽ cho cô cái bedroom này. Cái bathroom này. Cái kitchen này. Cái dining room này. Cái living room nha. Xong ghi chú hết ra được chưa? Rồi. Các bạn. Rồi nha. Bây giờ để mình cô tắt share đây. Là các con vẽ vào, các con vẽ cái này vào bedroom, bathroom, dining room và living room, và viết hai này ra để biết mình sẽ vẽ cái gì nha. Xong chưa nào? Chưa cần vẽ chi tiết vội đâu, chỉ cần biết là mình sẽ vẽ bản vẽ cái gì thôi. Chứ lại còn vẽ y hệt cô nữa thì chết đấy.
Nào, stop share nha. Rồi các bạn biết ơi, cô các bạn ơi, các bạn thân mến ơi nhá, thì cái bài này sẽ là bài tập về nhà không? Trừ những cái bạn nào mà thứ tư mà phải thi thôi, không phải vẽ nhá, không mất thời gian nhá. Còn đâu là những cái bé mà đã nghỉ hè rồi này, mình có thời gian rồi này, bắt đầu mình sẽ tô son điểm phấn cho cái bức tranh của mình thật là đẹp nhá. Đó, cô sẽ chọn một bức tranh đẹp nhất của các bạn, có cả màu nữa, thì cô sẽ in ra, được không? Cô sẽ in ra và xem là thứ hai là bạn nào có bức tranh đẹp nhất nhá. Được không nhỉ? Cô sẽ in ra và cô sẽ cho các bạn xem, cô in xong cô đóng khung. Được không? Cô sẽ đóng khung, cô để trong nhà cô ấy. Còn cái này là nháp thôi, hết giờ con mới vẽ thật. Đúng rồi, chính xác, mình chỉ vẽ nháp phát thôi. Cái này sẽ là bài tập nhá. Các bạn nhớ tô màu này, ghi chú thật là rõ này. Nếu mà giả dụ mà ghi chú từ mà không có chỗ để ghi chú ý, thì mình có thể ghi ở đằng sau hoặc là ghi ở dưới cũng được, ghi nhỏ nhỏ thôi, đúng không nhỉ? Ok. Và thứ hai là cô sẽ gửi cho các con cái phần mềm của cái quyển sách mà cô đang dạy, được không? Cô sẽ gửi cho các con cái phần mềm, cái quyển sách để cô đang, vì cái cô đang dạy, để cho các con có thể có thêm cái từ vựng và các con biết được rằng nó có nghĩa gì nhá. Rồi. Ok. Rồi nha. And now this is a little bit late for tonight. Hôm nay cái số lượng các bạn tham gia học khá là đông, cũng rất là vui, và các bạn gần nghỉ hè rồi và cái lớp mình thì nó cũng bắt đầu đông lên rồi. Chúng mình sẽ chuẩn bị nhộn nhịp hơn trong các cái buổi học sắp tới. Và nhớ chuẩn bị cho cô đầy đủ giấy A4 này, vở viết này, màu này, càng nhiều màu càng tốt. Chúng mình chuẩn bị hoạt động lại ở trên nhóm cộng đồng anh nuôi nhá, giỏi tiếng Anh cùng con ý. Ok. Nào sau này trước khi đi ngủ thì mình sẽ làm gì nhỉ? Cả lớp. Đúng rồi. Cô xin mời Khánh Vân nào. Khánh Vân rất là nhớ. Cô sẽ add Khánh Vân nào. Khánh Vân nào. Ok. What we would do before going to sleep? Brush your teeth. Yeah, brush your teeth. And then wash your face. And sleeping. Yes, and sleeping. Goodbye. Nào Khánh Vân say goodbye cho các bạn nào. Goodbye. Bye. Bây giờ tôi sẽ mở mic cho các bạn nha. Thank you Khánh Vân, rất là nhớ. Bye. Bye.